Kể chuyện Mít làm thơ. Mít là một cậu bé rất ngộ nghĩnh. Mỗi lần Mít đến nhà thi sĩ Hoa Giấy học làm thơ, Hoa Giấy bảo: "Thơ phải có vần, hai tiếng có phần cuối giống nhau thì gọi là bắt vần với nhau. Cậu hãy tìm một tiếng vần với bé xem nào." "Phé," Mít đáp. "Phé là gì?" "Vần thì vần, nhưng phải có nghĩa chứ." "Mình hiểu rồi, thật kỳ diệu." Về đến nhà, Mít đi đi lại lại, vò đầu bứt tai. Đến tối thì bài thơ hoàn thành. Mít gọi các bạn đến tặng thơ. Đây là thơ tặng Biết Tuốt. Một hôm đi dạo qua dòng suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Biết Tuốt la lên: "Tớ nhảy qua con cá chuối bao giờ?" "Nói cho có vần thôi," Mít giải thích. "Vần gì thì cũng phải đúng sự thật chứ." Các bạn không muốn nghe thơ Mít nữa. Họ cho là Mít định chế giễu họ và dọa không chơi với Mít. Đó là lần đầu tiên Mít làm thơ. Nào, bây giờ chúng ta cùng trả lời các câu hỏi trong đoạn 1 và đoạn 2 của câu chuyện này nhé. Câu hỏi ở đoạn 1: Mít là ai? Mít đến gặp thi sĩ Hoa Giấy làm gì? Mít học được điều gì về thơ? À, Mít là một cậu bé rất ngộ nghĩnh. Mít đến nhà thi sĩ Hoa Giấy học làm thơ. Mít học được thơ phải có vần, hai tiếng có phần cuối giống nhau thì gọi là bắt vần với nhau. Nào, chúng ta cùng trả lời câu hỏi ở đoạn thứ hai. Mít mời ai đến để tặng thơ? Mít tặng Biết Tuốt câu thơ thế nào? Vì sao các bạn giận Mít? À, Mít mời các bạn trong lớp đến để tặng thơ. Mít tặng Biết Tuốt câu thơ: Một hôm đi dạo qua dòng suối, Biết Tuốt nhảy qua con cá chuối. Các bạn giận Mít vì Mít làm thơ không đúng sự thật. Mít làm như vậy là chế giễu họ. Video kể chuyện Mít làm thơ đến đây là kết thúc rồi. Các em đừng quên bấm like, đăng ký, chia sẻ video cho bạn bè và đón chờ những video tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các em. Tạm biệt.